Khương Quốc Anh Studio xin chào các bạn, nào hãy cùng Khương Quốc Anh cập nhật tin tức có trong ngày hôm nay nhé, xin mời. Mở đầu là bảng tin Biên Hòa, Đồng Nai phong tỏa và hơi giãn cách vì dịch bệnh COVID-19. Sáng nay ngày 11 tháng 7 năm 2021, lúc sáng mẹ của Khương Quốc Anh đã chụp hình ảnh khu vực Biên Hòa chỗ nhà liền kề của Khương Quốc Anh đã bị răng dây phong tỏa và hơi giãn cách khu phố, và cách ly 14 ngày. Theo chỉ định của chính phủ, Khương Quốc Anh sẽ cập nhật thông tin sớm nhất cho các bạn. Mình là Khương Quốc Anh Studio, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhanh về tất cả các chủ đề nhé. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.